Xin chào quý khán giả đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin được phát sóng vào khung giờ 20 giờ 50 phút mỗi ngày trên kênh TTV11, website chính thức và trên các hạ tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 ngày hôm nay, mời quý vị khán giả đến với những thông tin trong nước đáng chú ý. Sáng ngày 10 tháng 11, Quốc hội bước vào ngày làm việc tập trung thứ ba tại kỳ họp thứ hai, bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đang từng bước minh bạch việc cung ứng trang thiết bị, vật tư sinh phẩm y tế, đồng thời khẳng định đảm bảo quản lý giá trang thiết bị y tế, giá test Covid-19 theo phương thức thực thanh, thực chi. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết trước đây, vấn đề về trang thiết bị y tế và sinh phẩm chẩn đoán không thuộc lĩnh vực về quản lý mặt hàng theo luật giá. Trong khi đó, giá cả các mặt hàng này cũng khác nhau giữa các hãng khác nhau và khác nhau giữa các nước sản xuất. Về giảm giá thành xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã liên tục có những hướng dẫn về xét nghiệm mẫu gợp. Bộ Y tế vừa đề nghị Bộ Công an kiểm tra đối sánh thông tin của người dân đã tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 với thông tin người dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đó trường hợp thông tin người dân từ nền tảng trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an xác thực và chuyển kết quả đối sánh cho bộ y tế lập danh sách trên nền tảng để ủy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn cơ sở tiêm chủng ký chứng thư số xác nhận điện tử trên nền tảng này với trường hợp thông tin không trùng khớp còn thiếu chưa chính xác bộ công an chuyển kết quả đối sánh cho bộ y tế lập danh sách trên nền tảng để ủy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn cơ sở tiêm chủng truy xuất xử lý khi đó, Ủy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo ngành y tế cơ sở tiêm chủng, phối hợp với ngành công an bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh sửa thông tin chưa chính xác và thực hiện xác minh. Festival hoa Đà Lạt được tổ chức định kỳ 2 năm một lần suốt 16 năm qua, luôn thu hút rất đông du khách. Những tháng đầu năm nay, lâm đồng đã lên kế hoạch tổ chức Festival hoa lần thứ 9 vào cuối năm 2021 nhưng hiện phải hủy vì số ca mắc Covid-19 tăng cao toàn bộ số tiền đóng góp ủng hộ tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 đã được chuyển tới chương trình Sống và Máy tính cho em nhằm hỗ trợ các em học sinh nghèo trong tỉnh có phương tiện để học online. Thưa quý khán giả, những ngày qua, số ca nhiễm mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được phát hiện trong cộng đồng tăng đáng lo ngại. Có những thời điểm đã vượt qua 400 ca mới phát hiện một ngày. Dù tỷ lệ phủ vaccine đã tăng lên rất nhanh, nhưng số người mắc COVID-19 cũng tăng lên rất nhanh do tâm lý lơ là chủ quan. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền để người dân không lơ là chủ quan sau khi đã tiêm vaccine, cũng cần thực hiện tốt, quét mã QR, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, hạn chế việc các F0 làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng đồng thời thực hiện tốt 5K dù được tiêm vaccine. Thưa quý vị khán giả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19 được chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cũng như vật chất, nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của người dân về phòng chống dịch COVID-19 đối với xã hội, đồng thời giảm chi phí ngân sách nhà nước cho việc cách ly điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế. Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành công văn 3980 về tăng cường quản lý chăm sóc người nhiễm covid-19 tại nhà. Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở y tế chủ trì hướng dẫn giám sát việc triển khai của các đơn vị chuyên môn triển khai các hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương đảm bảo thuốc điều trị covid-19 cho người nhiễm thuộc thẩm quyền, cung cấp tài liệu hướng dẫn phòng trị theo dõi bệnh, cách liên hệ khẩn cấp nếu bệnh chuyển biến chiều hướng xấu cho ban chỉ huy quyện thị xã thành phố tự in ấn cung cấp cho người nhiễm. Công ty Điện lực Tây Ninh đã giảm tiền điện trong 3 tháng, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 năm 2021 cho 368.578 khách hàng do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tổng tiền điện đã giảm cho khách hàng gần 24 tỷ đồng. Bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.